Câu chuyện bốn mùa. Chuyện bốn mùa trích trong tiếng Việt lớp 2 kể về bốn nàng tiên xuân, hạ thu, đông. Qua đó cho thấy bên trong mỗi người chúng ta đều có một vẻ đẹp riêng. 1. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay xuân, bảo: "Chị là người sung sướng nhất đấy. Ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc." Xuân nói: "Nhưng phải có nắng của em hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè." Cô nàng hạ tinh nghịch xen vào: "Thế mà thiếu nhi lại thích em thu nhất. Không có thu, làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ." Đông, giọng buồn buồn: "Chỉ có em là chẳng ai yêu." Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thỉ: "Có em mới bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao lại có người không thích em được?" 2. Bốn nàng tiên mày chuyện trò, không biết bà đất đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bà vui vẻ góp chuyện: "Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông ai mà ghét cháu được. Cháu có công ấp ủ mầm sống để cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.